Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Vậy là cuối cùng, mình cũng đã xong cái nhiệm vụ của Tiso giao cho mình bữa giờ các bạn à. Đó chính là thanh tẩy cho quái vật băng á. Và hiện giờ, quái vật băng cũng đã thay thế Tiso, tiếp tục giao cho mình rất là nhiều nhiệm vụ để mình có thể cày thêm tài nguyên. Từ đó, làm thêm được khá là nhiều đồ. Chưa. Gì đây? Hello. Oh my god. Ui. Vũ khí. Ây da. Trời ơi. Đây là dân làng lang thang nhưng mà kỳ vậy. What the heck? Yêu. Tại sao dân làng lang thang lại ra nông nỗi này? Hả? Ủa? Ui trời. Nani, hình như dân làng lang thang oán hận mình vì mình đã dẫn hai em lạc đà của bác ấy vô cái căn cứ mình các bạn, rồi biến thành cái hình dạng kỳ dị luôn. Cái ghê vậy. Bây giờ tự nhiên mình thấy có lỗi quá nha. Rồi, và hôm nay thì mình sẽ làm một số chuyện liên quan tới Daraku ha. Bữa giờ mình hơi bỏ bê Daraku các bạn. Mình được các bạn chỉ thêm một cái thông tin rất là hữu ích. Đó chính là khi mà mình đưa cho Daraku những cái radii crystal này nè. Đó, thì Daraku sẽ đỡ giận mình hơn. À. Được rồi. Hay. Nè, tôi đưa cho cái này nè. Đừng có giận thành lẫy nữa. Ủa? Mình không đưa được hả? Ui. Vậy thì khó rồi. Cứ giận mình hoài thì mình không có thể nhận nhiệm vụ từ Daraku đâu. Ây da, mình thất bại luôn rồi các bạn. Chắc là Daraku còn ghét mình dữ dằn lắm á. À, mà hôm nay thì ngoài việc làm nhiệm vụ ra, mình cũng sẽ kết thúc cái hành trình đầy căng thẳng này bằng cách đó chính là chúng ta đánh bại Herobrine các bạn ơi. Bữa giờ hắn đã quá trời là hù dọa mình rồi. Nay nhất định mình phải kết thúc cái chuyện này mới được, bằng cách là mình sẽ triệu hồi hắn. Nhưng mà để triệu hồi hắn được thì mình sẽ cần có cái đầu bị nguyền rủa này nè. Và cái này thì nó sẽ cần đầu xương đen các bạn ơi. Hình như mình không có cái đầu xương đen nào hết. Ê. Ôi trời, mình mới nói triệu hồi hắn, hắn xuất hiện liền các bạn ơi. Ui sao hắn lên như trời. Mẹn đất ơi. Mình không hề có cái đầu xương đen nào hết các bạn ạ. Thế nên là chắc là hôm nay mình sẽ dành một chuyến để chúng ta đi săn đầu xương đen ha. Và để săn nó tốt hơn thì mình sẽ enchant cây kiếm này. Nó có cái dòng mà nhặt ha, cấp độ 3 luôn. Rồi. Thêm gì nữa không? Thêm một ít chậm hỏng đi, dùng cho nó bền. Ok. Và sau đó tiến thẳng qua địa ngục thôi các bạn. Tại vì chỉ săn có một cái đầu xương đen à, nên là mình nghĩ sẽ không quá khó khăn đâu. Ui già, quái vật trong màn đêm nó vẫn còn ở đây nè. Nhiều giả mang chưa. Ừ, mà bữa giờ mình không thấy hắn xây thêm mấy cái chữ này các bạn. Hắn cũng ít hù mình lại nữa, lâu lâu hắn chỉ xuất hiện tí thôi. Chắc là hắn thấy mình mạnh lên hay sao các bạn. Gì đây? Ui, tại sao lại có Daraku ở đây? What the heck? Oh no. Ai? Không ổn rồi. Mình bị Daraku và rất là nhiều con quái khác nó săn đuổi các bạn ơi. Ui không. Ui, biến mất hết một con rồi. Biến mất nốt mấy con còn lại luôn rồi. Daraku vẫn còn. Ai? Thôi được, lỡ rồi thanh tẩy thêm Daraku này luôn các bạn. Đâu rồi? Hello. Ủa, Daraku biến mất luôn rồi. À, trên này. Anh tẩy luôn. Được không? Xuống đây. Ê. Ê. Anh tẩy được chưa? Ủa, mình thanh tẩy hay là mình tiễn dòng Daraku đi luôn rồi vậy? What? Mình nhận được mấy cái mảnh này nè. Trời ơi. Lạ vậy? Ui, con mũi. Trời ơi, nó còn chích mình nữa chứ.
Hay thế nhờ. Coi như mọi chuyện đã xong rồi đó các bạn. Trời đất ơi, mới qua địa ngục thôi mà có biến thật sự. À, mà hôm nay thì mình sẽ săn khá là nhiều những cái con scout này nè các bạn. Để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ của quái vật băng giao cho mình ha. Hình như là ít nhất là 30 cái con đó thì phải. Nhưng trước mắt là mình vẫn tập trung vào việc săn xương đen hơn nha. Và đây chính là cái pháo đài địa ngục mà mình sẽ săn xương đen trong ngày hôm nay. Để coi coi... Ủa? Ủa sao pháo đài địa ngục mà thấy có đúng anh xương trắng này vậy? Hả? Ôi, bữa nay mình nói mình đi săn xương đen xong cái xương đen không xuất hiện luôn các bạn. Trốn hết trơn rồi. Alo, có ai đây không? Trời đất ơi. Thiệt luôn rồi các bạn, không có xương đen nào luôn á. Mèn đét ơi, lạ kỳ nha. Ơ hay, bình thường trong này nhiều lắm các bạn ơi. À, rõ ràng nay mình muốn săn thì lại không có. Chớ chiêu thiệt. Tròn Việt Nam rồi. Ơ kìa, sao mình nhỏ vậy? Vừa tới nơi thì xương đen cũng biến mất luôn. Đây. Ê, dịch chuyển luôn rồi. Trời ơi. Mèn đất ơi, mình bữa nay có điềm thiệt rồi các bạn ơi. Mình không hề may mắn tí xíu nào luôn á. Thiệt sự. Con xương. Con xương trắng mà nó có đôi mắt phát sáng. Nó đã từng sát hại em ngựa xương của... Em ngựa xương của mình. Con này mình sẽ chuẩn nó. Ăn chuẩn đi. Giỡn mặt hả? Rồi ok. Chút cơn giận được rồi. Giờ thì tập trung săn mấy cái thanh niên xương đen nè các bạn. Để coi coi sẽ mất bao lâu chúng ta mới săn được một cái đầu xương đen đây. Ê, trên kia còn kìa các bạn. Có vẻ là chỗ này khá là nhiều xương đen nha. Có lý, có lý. Ít ra phải vậy chứ. Đâu ai xui hoài đúng không các bạn? Rồi. Rồi ra đi. Oh no. Hello. Núp cái gì đây? Hế? Núp cái gì? Vẫn không có. Ice. Mình nghĩ bữa nay chắc mình săn chắc cả buổi các bạn. Mới đủ một cái đầu xương đen quá. À đây nè, con nè. Không bỏ cuộc, không bỏ cuộc. Chúng ta phải kiên trì các bạn ơi. Ui, xuất hiện luôn. Ngon. Nữa. Lại thêm một cái con nữa các bạn. Mình sẽ bắn nó. Bắn cho nó tàn hình luôn. Thấy mà ghét. Mình mà gặp con xương trắng nào mà nó có đôi mắt phát sáng là mình cực kỳ phẫn nộ các bạn ạ. Nó làm mình gợi nhớ lại cái kỷ niệm buồn. Và vẫn không có. Yêu. Số mình nó sao trời. Không lẽ nguyên cái pháo đài địa ngục này không săn được một cái đầu xương đen nào sao? Không. Cứu tôi. Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet á thì nhớ cái quay shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Ok. Ủa? Ồ, có Daraku đây nữa hả? What? Ui, nhưng mà đây là Daraku phiên bản ghét mình các bạn ơi. Và bạn ấy cũng không hề nhận cái cục Radai Crystal của mình. Ê, giận gì mà giận dai vậy không biết nữa. Hả? Cái gì đây? Ê. Ui trời. Trời ơi, con Fevrim nó đi săn Man with Lin các bạn ơi. Ôi thôi kệ, mình không giao chuyện các bạn. Giờ thân ai nấy lo, mạng ai nấy giữ đi. Và chuyện là mình cũng mệt mỏi đó. Mình lo săn đầu xương đen nè. Nãy giờ săn không được cái nào hết. Ép nhặt ba vô rồi đó. Mà vẫn vậy các bạn ơi. Không gỡ nổi cái nhân phẩm cùi bắp cùi chuối của mình. Xui thì chịu biết sao giờ. 48 hours later. Let's go, đây rồi. Cuối cùng. Ây da. Mọi sự cố gắng của mình cũng đã có kết quả rồi các bạn ơi. Đi về. Không ở đây nữa. Đủ KPI rồi. Về đến nhà. Việc mình cần làm đó chính là chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu nữa để chúng ta có thể bắt đầu chế tạo cái đầu nguyên rủa. Mình sẽ cần có một ít da bò nè,
À, một ít thịt zombie nữa. Hình như mình thiếu da bò các bạn ơi. Thiếu một da bò rồi. Phải đi săn bò trong màn đêm rồi đó. Đi thôi. Liều ăn nhiều các bạn. Cái gà mình cũng máu chiến lắm. Sao mới gà có điểm ta. Yêu. Ok. Giờ mình cần một con bò. Duy nhất một con bò thôi. Khu của mình bây giờ là tiệt chủng bò rồi các bạn. Từ cái ngày mà Hero Bright hắn vô cái nơi ở của mình á, hắn đốt cái chuồng bò của mình, tới giờ là không có bò xuất hiện gần đây luôn nha. Đáng ghét thiệt chứ. Trời. Ripper nghe nhạc mà nó chạy siêu nhanh các bạn ơi. Nghe nhạc gì mà chạy nhanh vậy? What the heck. Ủa cái chỗ này to như vậy mà cũng không có bò. À đây. Có bò. Nice. Mình sẽ... Ê, con bò này lúc trước từng hạ gục mình. Mình nhớ. À con bò này. Con bò này. Đáng ghét. Ui, được da không vậy? Không có da luôn. Tu cà na thì chứ. Ê, bò này biến dạng hết rồi. Ôi không. Ui da. Ây. Trời, bò gì mà mạnh như quỷ vậy? Yêu. Trời đất. Ấy, không được rồi, phải đổi vũ khí. Yêu mấy con bò này thành tinh rồi các bạn ơi. Nó mạnh như quỷ vậy đó. Mèn đét ơi. Và không có được một cái da nào luôn, mà còn xiết thẹo nữa. Ây da. Cái quần đùi gì vậy? Bli, cho tôi một miếng da bò. SCP. Ủa nó biến mất rồi. What? Ôi các bạn ơi, bữa nay mình có một cái mục tiêu á. Nó hơi nguy hiểm nhưng mà mình nghĩ nó sẽ là cách để chúng ta kết thúc cuộc hành trình này hoàn hảo nhất các bạn. Đó chính là mình sẽ giam giữ tất cả những con quái vật mà nó từng săn đổi mình, cũng như là bán hành cho mình từ đầu cái cuộc hành trình tới giờ ha. Cái gì vậy? Ow. Oh no. Mình nghĩ cái việc bắt giữ nó sẽ hơi khó đấy, nhưng mà nếu mà làm được thì chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc hành trình này một cách mỹ mãn á. Kiểu như giam giữ bọn chúng thì sẽ không còn con nào nó hù dọa mình á. Trên lý thuyết là vậy, nhưng mà thực tế thì không biết là có giam giữ nó được hay không nè. Tại mình thấy có một số con nó sẽ tự động biến mất sau một cái khoảng thời gian xuất hiện nha. Ta nhịn người đủ rồi đó. Được nước làm tới hả? Có chút xíu à. Có chút xíu à mà sung. Mà sung. Cái gì cũng phải để mình nóng lên á. Bên kia là cái gì ta? Để mình qua đây coi thử cái đã các bạn ơi. Đây là chỗ để mình lấy một cái mảnh xương. Ở đây nè. Yes. Hình như đây là cái mảnh mình còn sót thì phải các bạn. Để sắp tới chúng ta có thể đánh boss đấy. Hay đấy chứ. Rồi, tiếp tục đi tìm bò nè. Trời đất ơi, chắc là hôm nay vẫn chưa kết thúc cái cuộc hành trình này được các bạn ạ. 15 minutes later. Đây rồi. Yes. Cuối cùng cũng có bò rồi các bạn. Lỡ rồi, săn hết luôn. Không nhiều lắm. Ui mà ở đây là cánh rừng ghê rợn các bạn ạ. Thôi, quay xe. Không nói nhiều. Đầy đủ hết rồi đó. Giờ thì chúng ta chuẩn bị cho cái việc chế tạo được rồi. Cái đầu nguyền rủa một cái duy nhất thôi. Kế tiếp đến thì mình sẽ còn kết hợp nó với Netherrack để chúng ta tạo thành Netherrack Totem. Netherrack thì mình còn không ta? Chiến trước. À đây nè, còn cái đống luôn. Yes. Rồi, có được cái này thì mình đã gần như là đầy đủ những thứ cần thiết rồi đó. Giờ thì mình sẽ cần nén thêm một ít cái cục vàng nữa để thành khói vàng đó các bạn. Quên ta, mình là rich kid khói vàng mà nhờ. Rồi, chỉ cần như đó thôi là chúng ta đã đủ để tiến hành nghi thức triệu hồi ra Hero Bright. Và trận chiến này thì mình nghĩ đích thân mình sẽ chấm dứt hắn ha. Chứ nhờ mấy anh Golem thì mình không muốn bất kỳ anh Golem nào nằm xuống nữa đâu các bạn ạ. Vũ khí thì hôm nay mình sẽ dùng cái chày vừa to vừa dài này.
để mình gõ vô đầu hắn. Vì khoảng thời gian mà hắn đã bán hành rồi hù dọa mình từ đầu tới giờ. Uầy, hắn ở trước luôn kìa các bạn. Hắn còn nhìn đẻo mình nữa. Để tấn công hắn. Đúng rồi. Ừ, tấn công hắn đi, đúng rồi. Ôi trời 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 trời. Để coi để mình mần hắn tới đâu rồi. What the heck. Ủa. Ôi hắn biến mất rồi các bạn ơi. Oh. Wow, tính ra để mình cũng bá đạo chứ. Rồi, và tới đàn triệu hồi hắn thì khá là đơn giản các bạn. Mình sẽ cần như vậy. Oh, hắn thách mình kìa các bạn. Mình vừa đặt cái khối này xuống là hắn đang thách thức mình. Thách cái gì? Xuất hiện đi. Xuất hiện đi. Ủa không xuất hiện hả? Ê quê nha. Hay là mình phải... Ê, sao mình chịu hồi Herobrine mà lại ra cái con... Cái con này. Ê. Ta giỡn mặt với người hả? Giỡn mặt với người hả? Đi, đi chỗ khác. Con này. Sau này mình mà thực hiện cái kế hoạch thế, bắt nhốt quá vật. Con này là cái con đầu tiên mình cần phải nhốt nè các bạn. Nó quá là khịa mình từ đầu tới giờ. Ê, bữa nay mình sanh chính với nó luôn. Đó, mình thì sanh chính, nó thì không sanh chính tí nào hết. Hình như muốn triệu hồi được Herobrine mình cần phải có thêm một cái sao nè đợi các bạn ơi. Vậy là phải trở lại địa ngục, xách cây kiếm có dòng nhặt ba của mình để mình săn tiếp đầu xương đen rồi. Úi dồi ôi. Uầy uầy. Mình gặp lại cái con The Hand rồi các bạn ơi. Oh my god, lần trước lần trước mình săn nó hụt. Ủa, con The Arm chứ không phải The Hand. Ê, lại đã Daraku nữa nè. Ê, ôi vẫn là Daraku, vẫn là giỏi nè. Nhưng mà mỗi lần mình lại đây là lại có cái con nó văn màn xương các bạn. Cay thế nhờ. Kìa. Ôi, con The Arm nó đánh mình. Ê, con The Arm này, cái xả tay nó dài lắm các bạn ơi. Không nhận luôn á. Ok, hạ trước cái con màn xương rồi. Giờ tới con The Arm. Xương khối mờ nhân ảnh vậy. Áo. Không có thấy đường thấy xá gì hết. Chưởng đi các bạn. Mình có gậy chưởng mà. Ok. Anh thổ luôn. Bây giờ ai. Chuyển tiếp. Ê. Cái nữa. Áo. Oh no. Ôi còn có gáp đây nữa. Kết thúc nào. Hai máu. Yeah. Và nó cho mình cái gì á? Ui. Cái con The Arm đó nó cho mình phôi Netherite kia mà hạ gục các bạn. Ngon vậy. Ê, xương đen. Ôi sao. Trời ơi, rõ ràng cái bộ xương đó có cái đầu các bạn, mà mình đập nó lại ra cục than à. Game lừa rồi. Hiện tại thì mình đang ở một cái khu vực pháo đài khác. Mình hy vọng là pháo đài mới, nhân phẩm mình cũng sẽ mới ha. Đây là nhân phẩm hên đi, chứ đừng phải là nhân phẩm xui giống như hồi nãy nữa. Ở đây nè, đây nè. Trời ơi, gặp cái đống anh xương đen trong cùng một lúc luôn. Vậy là không được cái nào. Xui tới vậy sao? Thử coi. Ồ. Ui sao giống không được cái nào thiệt các bạn ơi. Ok. Ồ, đây rồi. Nice. Chiến này ít ra nhân phẩm của mình nó cũng khá hơn lần trước các bạn ạ. Rồi, giờ thì tranh thủ chạy riết về nhà để chúng ta còn đánh boss nữa. Ồ, hôm nay lại phải đánh boss Wither. Yêu. Ê, mình thử săn thêm con nữa coi. Thử nhân phẩm. What? Nice. Điểm báo các bạn ạ. Có vẻ là mình sắp may mắn trở lại rồi đó. Hồi nãy xui mà giờ hơi lại rồi các bạn ơi. Lấy thêm một ít các linh hồn để chuẩn bị về đánh boss luôn ha. 1, 2, 3, 4. Ok. Cái nơi đánh boss thì mình nghĩ thích hợp nhất đó chính là ở dưới cái căn cứ mình luôn các bạn. Ở đây nè, có một cái hang khá là to. Mình sẽ triệu hồi boss dưới này. Ê. Con kia. Bắn cái gì? Người bắn ai hả?
ta đã mất em người xương rồi, giờ ngươi bắn cái gì nữa hả? Đồ đáng ghét. Rồi, vô xuống đây. À, một cái góc này khá là hẹp á. Ừ, nhưng mà trên này cao quá. Ở đây có vẻ đỡ hơn nè các bạn. Rồi, tiêu diệt cái con này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đặt những cục cát linh hồn xuống và triệu hồi ra Boss Wither thôi. Bây giờ đánh thì mình nghĩ chúng ta sẽ hạ gục nó không quá khó đâu các bạn. Bởi vì mình sở hữu vũ khí cực mạnh mà Tiso đưa cho mình á. Nên là mình khá là tự tin đây. Rồi, Wither Boss đã được triệu hồi. Để xem mình sẽ đánh nó trong bao lâu ha. Búp máu lên cái đã. Cho chắc cú các bạn ơi. Rồi, và chuẩn bị tấn công. Let's go. Wow wow. Con boss này nó không hề gây được sát thương cho mình. Bởi vì mình đã có cái em bét bò các bạn. Nè. Yes. Mình đã trở nên rất là bá đạo khi mà sở hữu bét bò kèm theo vũ khí mạnh á. Đánh boss gì đâu mà nó siêu nhanh luôn. Rồi, giờ lên trên và sử dụng cái ngôi sao này để chúng ta triệu hồi Herobrine thôi các bạn. Đã tới lúc rồi. Chấm dứt mọi chuyện tại đây thôi các bạn ơi. À, ôi sao con Su nó cầm cái cung dài vậy? Mẹn đúng không? Này cầm cung dài nè. Đi khịa cái. Đi đó. Thôi 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 kệ đó, kệ nó. Lo mà triệu hồi Herobrine ha. Rồi, mình sẽ kích hoạt vô đây. Và hả? Ôi, vẫn không được các bạn ơi. Ủa, không biết là mình có làm sai cái bước nào không ta? Ủa kỳ vậy? Ủa đúng rồi nhờ. Đâu có thiếu gì đâu. Ui à. Ây. Ui, hắn đã xuất hiện rồi. Ê, nhưng mà hắn có 40 mấy máu rồi các bạn ơi. Tới số người rồi. Tới số người rồi, Herobrine. Ủa sao? Ui, Herobrine này khá là mềm các bạn ơi. Nè, mình sắp hạ gục được hắn rồi. Ui, hắn kìa giật, hắn kìa giật. Trời, hắn kêu đệ, hắn kêu đệ hắn đánh tiếp kìa. Ê. Ui, sao giờ hắn nhanh vậy? Ồ. Quay. Một xíu nữa. Một cái nữa. Yes. Mình đã hạ được hắn rồi các bạn ơi. Let's go. Ê, và hắn còn nói là hắn sẽ trở lại gì kìa. What? Và hắn có rơi ra gì không? Không rơi ra gì hết. Ê, Pepper Rim. Ủa cái gì hắn trở lại nhanh vậy? Cái gì ơi? Ui no, mình đang yếu các bạn ơi. Không nên chạy cối. Ủa? Mình đánh bại hắn rồi mà hắn vẫn xuất hiện rất là nhanh các bạn ơi. Ây à. Ok, chạy luôn, chạy vô nhà dưỡng thương cái đã. Mình yếu lắm thôi. Yêu. Ơ nhưng mà công nhận cái tên Herobrine này khá là yếu máu hả các bạn. Mình đánh thắng siêu nhanh luôn á. Ủa hay là do giờ mình mạnh lên ta? Ờ nhưng mà nói chung thì mình đã đánh bại được hắn và hắn còn nổ hắn nói tôi sẽ trở lại nhiên. Trời, nhìn mặt mình có sợ hắn không? Ui mà mém nữa cũng đi các bạn. Hắn chơi đánh ông lợi, hắn triệu hồi những con quái vật mạnh khác ra để hỗ trợ hắn á. Lầy lội thiệt chứ. Rồi ok, sáng dậy mình sẽ chuẩn bị đồ đạc các thứ lãng tí rồi chúng ta sửa giáp nè. Ừ, nhất là sửa lại bộ giáp. Trời ơi, không để ý là tớ ngớ mình mất luôn bộ giáp rồi. May quá vẫn còn kịp chạy các bạn. Rồi, tất nhiên là mình sẽ sửa cho nó full độ bền là hết á, để chúng ta còn đi làm nhiệm vụ nữa. Ủa chỗ con nhện hết hồn tới đâu vậy chứ? Nãy giờ thì mình săn không có quá nhiều con scoop á, nên là bây giờ mình ố scout chứ. Giờ mình phải đi săn thêm nhiều scout hơn mới được, để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ mà cái Ôi mới sáng sớm mà nó đã đi săn mình rồi. Hai con này. Ê vũ khí. Con SCP. À có gài. Cái con này nó xuất hiện hơi bị nhiều nha. Hai con luôn.
Yêu. Không sao các bạn. Chỉ cần mình lấy vũ khí mà Tiso đưa ra thôi là nhiều con cái nào mình cũng không sợ đâu. Ôi da, con này công nhận nó khó chơi thiệt á. Mình nghĩ tới cảnh sau này bắt nhốt mấy con này không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian đây. Nó cực kỳ to và khó mà ha phán đoán được hướng đi của nó các bạn. Một xíu nữa. Sắp rồi. SCP hả? Kết thúc thôi. Ok. Nữa. Thấy chưa, các bạn thấy con đó không? Nó lạy thiệt sự. Nghỉ chơi đi. Chơi mà quá trời lạy lọ rồi. Nó dịch chuyển lại đây luôn hả? Ôi. Trời ơi. Sao ngươi theo đuổi tao hoài vậy? Ngươi crush ta hả? Con quái vật kia. No. Chắc là nó crush mình rồi các bạn à. Trời ơi, đẹp trai có gì sai. Ồ. Ê. Chơi mà chơi hội đồng mấy fan. Đội vũ khí. Nó chơi mà nó hội đồng mình. Nó chặn đường mình luôn các bạn. À, cái con assimilator này. Được lắm. Ngươi ngon rồi. Ý, mùi thêm cái con gì nữa kìa. À, lại là con skin stone cơ. Yêu. Rồi, tới công chuyện rồi. Còn một mình ngươi thôi. Một mình nói là nó tới số với mình. Mình sẽ đánh nó không trượt cái nào luôn. Mình đánh xong là nó sẽ bị yếu đi các bạn. Nè, nó đâu quánh được mình đâu. Rồi ai sang ai? Hả? Ai sang ai? Mèn đét. Hên là giờ mình mạnh đó. Chứ lúc mình yếu thì cái pha đó là cũng căng ấy các bạn à. Ê. Sao? Muốn đánh nhau vậy? Đánh nhau thì lại đây. Trời ơi. Hình như hắn cà rút mình rồi các bạn à. Hắn cứ làm vậy với mình. No. Không được, phải về đi rửa mặt liền mới được. Ủa nhưng mà nãy giờ mình cũng săn khá là nhiều những cái con scout. Nhưng mà sao không có hoàn thành được nhiệm vụ ta? Có khi nào những cái con đó chỉ có thể săn được ở bên cái thế giới mà Daraku dẫn mình qua không ta? Mình nghi lắm á các bạn. Chắc là mình săn sớm giờ sai con rồi. Ồ, tạm thôi, ghét qua cái chuyện đi săn những cái con quái vật và làm nhiệm vụ của bạn quái vật băng ha. Mình sẽ đi tới cánh rừng Slenderman lại các bạn ơi. Tại vì hôm bữa chúng ta đã từng qua bên bển và ăn hành khá là nhiều á. Với cả là lần trước mình chưa có đột nhập vô giữa cánh rừng được tại mình bị mù loà. Còn bây giờ mình đã có cái em bét bò rồi nên là mình nghĩ mình sẽ không còn bị dính cái lời nguyền đó và bị mù nhiều giống như lần trước các bạn. Lên ngựa và chúng ta thẳng tiến tới đó thôi. Ngoài việc khám phá cái cánh rừng Slenderman, mình sẽ nghiên cứu thêm cách để sắp tới chúng ta thực hiện cái kế hoạch đó chính là bắt giam Slenderman luôn ha. Ôi, hơi đau mắt xíu các bạn ơi. Vô đây mình sẽ bị cà chớp giống như vậy nè. Ây da, chớp quá. A few moments later. Các bạn ơi, mình thấy cái việc gỡ hết cái này căng lắm luôn á. Hồi nãy giờ mình đúng kiểu chóng mặt buồn nôn luôn ấy. Nó cứ chớp chớp như vậy hoài nè. Chịu không nổi các bạn ơi. Ui, chuẩn bị. Đó, nó xuất hiện nữa rồi, Ây da. Thôi được. Bây giờ như vậy, mình sẽ chừa lại đi. Rồi tới khi nào mà mình thực hiện cái kế hoạch đó, bắt giam tất cả các quái vật á, thì chúng ta sẽ gỡ từng cái lá nốt ha. Tại vì chưa chắc là mình bắt một lần là chúng ta sẽ bắt được Slenderman đâu. Nên là tốt nhất là mình vẫn nên chừa đi ha. Nhưng mà ở đây sẽ có hai loại Slenderman các bạn. Slenderman ở trong cánh rừng này là Slenderman thường thôi. Còn có Slenderman phiên bản mà 666 máu mà mình đã từng đánh nhau á. Ồ, mình nghĩ phiên bản đó sẽ khó. Cung anh được phốt. Chơi. Mỗi lần nó xuất hiện là ú tim à. Yêu.
hên là bây giờ mình đã mạnh hơn rồi các bạn, nó không thể nào mà nó one shot mình được. Oh my gosh. Thôi, mình nghĩ như đó đã khá đủ rồi. Đằng kia lại con John thôi. Hết hồn, tưởng đâu còn quái vật mới nữa chứ. Ê, kia là cái con gì? Aboril Colossus. Ôi, nó đang đánh nhau với con gì các bạn ơi. Ôi, nó bị gì á? What the heck, quái vật gì mà to vậy? Quay. Ôi, thêm cái con nhỏ ở dưới. Ai? Sao mình không đánh nó được? Ôi dồi. Hả? À đây mình. Trời ơi, còn bị hù nữa. Ui, nó to quá các bạn ơi. Ây da. Trời ơi, mình tấn công tầm xa đi. Con này có vẻ nó khá là đột các bạn ơi. Oh, ngon. Mình sẽ dùng gậy bí ngô để chúng ta chưởng nó từ xa. Nó còn không biết bơi nữa. Con này tới số rồi các bạn à. Mình cho nó chìm luôn. Kìa. Ghê chứ. Ê, phải gì đó fan. Ui da, nhưng mà mình trên này cũng không tấn công xuống được các bạn. Nó núp ở dưới nước, mình cũng đâu có gây đam được đâu. À được nè. Ngon. Một lần 10 đam thôi các bạn. Ủa sao ông thằng kia lọt dưới luôn rồi. À, con xuông. Mình bụp con xuông cái đã các bạn ơi. Khốn kiếp thật, nãy giờ nó chưởng mình, nó bắn mình. Láo nháo. Con xuông nè. Rồi tiếp theo là con boss. Thì ra đây là con quái vật cư ngụ ở trong cánh rừng này bữa giờ. Giờ mình mới chạm trán với nó các bạn. Và đây rồi, một hit cuối cùng. Nó đã bị hạ. Ê, cái gì đây? Nó nổ một cái thôi, mình với nó banh xác chung luôn ạ. Trời đất ơi, khủng khiếp thiệt. Oh my chúi, không ngờ nó còn có tuyệt chiêu đó nữa. Ai da, phải biết trước được cái tình huống này là mình không có lại gần. Ê, trời, con bị, ai, còn bị chặn đường nữa chứ. Ok. Rồi, mình sẽ xuống dưới này và coi thử coi con boss. Oh, con boss nó có rơi ra đồ nha các bạn. Ngon. Còn con SCP đó thì thôi, mình cho nó chìm luôn đi, không có cứu nó đâu. Nó cho mình một cái Iron Wood Club. Cái này thì nó 26 đam các bạn ạ. Wow, vũ khí đặc biệt từ boss rơi ra nha. Ê, nhưng mà nó hơi nhỏ. Ừ, vừa nhỏ mà vừa đen nữa. Sao nó lên đây được vậy? Mình sẽ lấy cái này mình gõ con SCP coi. Không ăn thua. Cái này gõ con SCP không ăn thua luôn các bạn. Yêu. Thôi chạy. Không mất thời gian với nó đâu, hư giáp hết. Về tới nhà mình thấy cảnh tượng đệ của mình dí tên Hero Bride các bạn à. Em đệ bung kinh á. Chồng chiến thiệt sự luôn. Ồ, bữa nay mình lại phát hiện thêm một loại quái vật khác các bạn ơi. Đó chính là một con boss nha. Yêu. Vậy là mới mốt trong cái hành trình đi bắt giam tất cả quái vật trong thế giới From the Fog của mình, lại có thêm một con cực khủng để mình có thể chinh phục rồi. Căng như dây đờn nha. Và các bạn có muốn mình thực hiện cái kế hoạch đó chính là bắt giam tất cả cái con quái vật ở trong thế giới From the Fog hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Và sơ bộ hôm nay mình cũng đã khá là thành công rồi, vì mình đã đánh bại được cái tên Hero Bride rồi nha. Hắn khá là yếu xìu các bạn ạ. Hay là do giờ mình mạnh quá không biết nữa. Nhưng mà hắn nói hắn cũng sẽ quay trở lại đó, nhưng mà không biết khi nào trở lại thôi. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet á, thì nhớ cái quay shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong chặng cuối của hành trình From the Fog. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.